Thưa quý vị, tập đoàn Amway vừa tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập và phát triển tại thị trường Việt Nam. Và đây là sự kiện đánh dấu cột mốc 15 năm hành trình phụng sự sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam. Là thương hiệu toàn cầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, Amway gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2008. 15 năm qua, Amway Việt Nam từng bước chinh phục thị trường và khẳng định vị thế dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp thế giới của tập đoàn. Để đạt được những thành tựu ngày hôm nay thì trong suốt 15 năm qua, Amway Việt Nam luôn tập trung vào 3 giá trị, đó là kiên định, phụng sự và bứt phá. Bứt phá trong sáng tạo, đặc biệt là sáng tạo về sản phẩm, đa dạng hóa chủng loại sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm hơn nữa, đặc biệt là các sản phẩm về dinh dưỡng, sức khỏe để giúp cho cộng đồng và giúp cho người dân, cho người tiêu dùng phục vụ được cái nhu cầu về chăm sóc sức khỏe chủ động. Sau 15 năm, Amway Việt Nam đã có sự tin tưởng của khách hàng với các dòng sản phẩm Nutrilite, nhãn hiệu thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, vitamin và thực phẩm bảo vệ sức khỏe bán chạy số 1 thế giới. Artistry, thương hiệu chăm sóc da và làm đẹp thuần chay, được phân phối độc quyền bởi tập đoàn Amway và các hệ sinh thái sản phẩm ưu việt như Amway Care, Amway Home, Glister. Không dừng lại ở đó, Amway Việt Nam còn tích cực truyền thông nâng cao ý thức của cộng đồng về các vấn đề sức khỏe và xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động. Từ năm 2008 đến năm 2018, thông qua chiến dịch Amway One by One, Amway Việt Nam đã dành hơn 1 triệu đô la Mỹ cho các hoạt động trách nhiệm xã hội, giúp đỡ hơn 12.000 người trên mọi miền đất nước. 15 năm tại thị trường Việt Nam, với tinh thần bứt phá mọi giới hạn, đội ngũ nhân viên Amway Việt Nam cùng hơn 300.000 nhà phân phối sẽ tiếp tục bền bỉ với hành trình của mình, mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn, khỏe mạnh hơn cho người Việt Nam.